Cảm ơn quý vị vẫn không rời màn hình và sau đây là phần tin tức Hoa Kỳ. Hoa Kỳ chuẩn bị tiếp tục tấn công Syria. Vào ngày 11 tháng 4, Tổng thống Nga là Putin cho biết Moscow đã nắm được một số thông tin nói rằng Hoa Kỳ chuẩn bị tiến hành nhiều vụ phóng tên lửa mới nhằm vào Syria, cùng với đó là những kế hoạch tạo ra các vụ tấn công hóa học giả. Tuy nhiên, ông Putin không đưa ra bất cứ bằng chứng nào cho tuyên bố trên và chỉ đề cập đến những cuộc không kích ở khu vực ngoại ô phía nam Damascus mà ông cho là mục tiêu tấn công của Hoa Kỳ. Phát biểu với các phóng viên vào ngày 11 tháng 4, ông Putin cho hay ông sẽ kêu gọi tổ chức cấm vũ khí hóa học điều tra vụ tấn công bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria vừa qua. Ông Putin còn nói thêm rằng một số quốc gia bày tỏ sự ủng hộ cuộc tấn công của Hoa Kỳ ở Syria để xây dựng mối quan hệ thân thiết hơn với chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo như tờ báo Independent, những bình luận này được đưa ra khi nhà lãnh đạo Nga cảnh báo quan hệ Moscow-Washington ở trong trạng thái tồi tệ nhất kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Kính thưa quý vị. Ngoại trưởng Hoa Kỳ bắt đầu chuyến công du đến Nga. Chiều ngày 11 tháng 4, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson đã tới Moscow, bắt đầu chuyến thăm Nga trong 2 ngày. Cuộc hội đàm chính thức của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Tillerson với Ngoại trưởng Nga là ông Sergei Lavrov sẽ bắt đầu vào sáng 12 tháng 4, theo giờ địa phương. Thông cáo Bộ Ngoại giao Nga đưa ra ngay trước thềm chuyến thăm này nhấn mạnh, mối quan hệ Nga-Mỹ hiện đang trải qua giai đoạn phức tạp nhất kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Một thông cáo nêu rõ, Moscow mong muốn đề cập tại các cuộc hội đàm và nhận thức của Washington đối với sự cần thiết ổn định và bình thường hóa quan hệ song phương. Đồng thời yêu cầu Washington tiến hành điều tra khách quan vụ sử dụng vũ khí hóa học tại Syria. Ngoài ra, tại cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Tillerson, hai bên sẽ thảo luận tình hình tại Iraq, Yemen, vấn đề hạt nhân của Bắc Hàn. Và tuy nhiên, dư luận này không kỳ vọng chuyến thăm Nga lần đầu tiên của tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ sẽ là một bước tiến lớn trong việc giảm thế đối đầu giữa hai cường quốc. Bắt đầu từ vụ Hoa Kỳ tấn công quân sự trực tiếp vào một căn cứ không quân của Syria vào ngày 7 tháng 4 vừa qua. New York miễn học phí cho sinh viên Theo đài CNN, chính sách miễn học phí này áp dụng đối với đối tượng phù hợp tại các trường cao đẳng, đại học công lập, có thời gian đào tạo 2 năm và 4 năm. Thống đốc tiểu bang New York là ông Andrew Cuomo đã đề nghị kế hoạch miễn học phí này từ tháng Giêng năm nay. Sau đó, thì các nghị sĩ tiểu bang đã chấp thuận đưa kế hoạch đó vào dự trù ngân sách tiểu bang. Cơ quan lập pháp tiểu bang New York thông qua kế hoạch này vào ngày 8 tháng 4 và tới cuối ngày Chủ nhật 9 tháng 4, Thượng viện tiểu bang đã thông qua kế hoạch đó. Thống đốc bang sẽ ký ban hành luật miễn học phí này. Theo đó bắt đầu từ mùa thu năm nay, các sinh viên đang theo học tại các trường thuộc hệ thống Đại học Tiểu bang New York hay Đại học Thành phố New York sẽ được miễn học phí nếu tổng thu nhập theo năm của gia đình họ không vượt quá 100.000 đô la. Mức trần thu thập được lấy làm căn cứ xét miễn học phí này sẽ được nâng lên 110.000 đô la một năm cho năm tới và 125.000 một năm cho năm 2019. Tuy nhiên, nếu các sinh viên nào sống tại khu học xá, họ vẫn sẽ phải trả các khoản chi phí ăn ở lên tới 14.000 đô la một năm. Ngoài điều kiện về mức trần thu nhập, các sinh viên cũng phải đạt được 30 tín chỉ một năm để được miễn học phí. Sau khi tốt nghiệp, các sinh viên được miễn học phí phải sống và làm việc tại New York trong khoảng thời gian tương ứng với số năm học họ được hưởng lợi từ chính sách này. Nếu họ rời khỏi New York, số học phí được miễn sẽ chuyển thành khoản nợ. Kính thưa quý vị. Tổng thống Trump bắt hàng muốn sanh sự Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày 11 tháng 4 tuyên bố rằng Bắc Hàn đang muốn sinh sự với chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng và ông đề nghị Trung Quốc giúp kiềm tỏa Bắc Hàn. Ông Trump viết trên Twitter rằng nếu Trung Quốc quyết định giúp đỡ, điều đó sẽ rất tuyệt vời. Nếu không, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề mà không cần họ. Ông Trump không nói chi tiết về những hành động mà Hoa Kỳ có thể thực hiện. Nhưng ông Trump cũng cho hay đã nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc họp thượng đỉnh hồi tuần trước rằng một thỏa thuận thương mại giữa Bắc Kinh và Washington sẽ tốt hơn dành cho Trung Quốc nếu họ giải quyết vấn đề Bắc Hàn. Trung Quốc là nhà tài trợ chính cho Bắc Hàn với hội đồng quan hệ đối ngoại ở Hoa ở Hoa Kỳ mô tả Bắc Kinh là đồng minh quan trọng nhất, đối tác thương mại lớn nhất và là nguồn lương thực, vũ khí và năng lượng chính của Bắc Hàn. Tuy nhiên, Trung Quốc ngày càng mệt mỏi vì các cuộc thử tên lửa liên tiếp của Bắc Hàn vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc cũng như năm cuộc thử hạt nhân. Một số nhà phân tích tin rằng Bắc Hàn đang chuẩn bị thử hạt nhân lần thứ 6. Ông Trump cuối tuần trước cho điều một nhóm tàu tấn công của Hải quân Hoa Kỳ tới vùng biển Bắc Thái Bình Dương gần Bắc Hàn, gửi thông điệp tới lãnh đạo Kim Jong-un. Bắc Hàn thì nói cuộc tấn công của Hoa Kỳ hồi tuần trước vào Syria là minh chứng cho việc Bình Nhưỡng thực hiện chương trình phát triển hạt nhân vì lo ngại về một cuộc tấn công của Hoa Kỳ. Nam Hàn, Hoa Kỳ, Nhật Bản chuẩn bị thảo luận về vấn đề Bắc Hàn. Nam Hàn, Hoa Kỳ và Nhật Bản đang sắp xếp tổ chức một hội nghị để phối hợp đáp ứng chung với đe dọa hạt nhân và phi đạn của Bắc Hàn. Giữa lúc có những quan ngại gia tăng và Bình Nhưỡng có thể có hành động khiêu khích lớn, một giới chức Bộ Ngoại giao cho biết vào ngày 11 tháng 4, tin của truyền thông Nhật Bản dẫn lời nhiều giới chức chính phủ cho biết các đặc sứ về hạt nhân của ba nước đang có kế hoạch tổ chức cuộc gặp ba bên tại Tokyo cuối tháng này. Một giới chức Bộ Ngoại giao nói cần thiết phải tổ chức cuộc gặp gỡ như vậy, trong đó có Nam Hàn phải chia sẻ với Hoa Kỳ và Nhật Bản về kết quả những cuộc thảo luận song phương mới đây với Trung Quốc về vấn đề Bắc Hàn. Ông Kim Kong Kyun là đặc sứ về hòa bình và an ninh bán đảo Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Nam Hàn, đã gặp người đối tác Ngô Đại Vĩ tại Seoul vào ngày thứ Hai 10 tháng 4. Hai ông đồng ý sẽ có những biện pháp mạnh mẽ hơn nếu Bắc Hàn thử nghiệm thêm hạt nhân hay phi đạn. Ông Kim với đối tác Hoa Kỳ và Nhật Bản đã gặp nhau tại Washington vào tháng 2 năm nay. Căng thẳng lên cao chung quanh bán đảo Triều Tiên, giữa những tin đồn là Bắc Hàn có thể thử nghiệm thêm hạt nhân hay phóng phi đạn tầm xa vào tháng 4, vì tháng này có nhiều sự kiện lớn tại Bắc Hàn và Bình Nhưỡng, thường là kỷ niệm bằng cách biểu dương sức mạnh quân sự. Hoa Kỳ đã điều động tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Carl Vinson đến khu vực giữa những dấu hiệu khiêu khích từ Bắc Hàn. Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ có những phản ứng mạnh mẽ nhất chống lại hành động của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cho máy bay U-2 do thám bán đảo Triều Tiên Kênh NBC của Hoa Kỳ vừa tiết lộ hoạt động do thám tầm cao chiến lược của quân đội Hoa Kỳ đối với Bắc Hàn trong một chương trình phát triển sống mới đây. Theo người dẫn chương trình Lester Holt của NBC, ông vừa thực hiện một chuyến thăm căn cứ không quân Hoa Kỳ đóng tại Osan, Nam Hàn. Osan chính là nơi NBC phát đi những hình ảnh cho thấy quân đội Hoa Kỳ điều động một máy bay do thám tầm cao chiến lược để thực hiện sứ mệnh chụp ảnh dữ liệu về các mục tiêu trên lãnh thổ Bắc Hàn. Theo NBC, phi công lái chiếc U-2 phải mặc trang phục bảo hộ đặc biệt khi điều khiển chiếc phi cơ do thám hoạt động liên tục 8 giờ đồng hồ ở tầm cao gần không gian. Sứ mệnh bay do thám đặc biệt này được không quân Hoa Kỳ tiến hành trong bối cảnh Bắc Hàn liên tục phát triển các vụ bắn tên lửa đạn đạo ở khu vực. Vừa rồi là phần điểm tin Hoa Kỳ. Chúng tôi xin tạm ngưng chương trình tin tức trong giây lát và sẽ trở lại sau phần quảng cáo thương mại. Kính thưa quý vị.